Đây thì ví dụ như cái này chẳng hạn, ví dụ mình chọn đây đúng không? Thì mình chọn tầng 1 đến tầng 2 đúng không? Ví dụ mình chọn này là 21 bậc đúng không? Cổ bậc đây đúng không? Ví dụ như 21 bậc mà mình chọn đây là 275. Đấy, thì nó tự động chia cho mình như này, bạn thấy không? Đây này. Ừ, mình đặt đây này. Ví dụ đặt nhỉ. Đúng không? Đấy, thì ở đây ấy, thì này nó sẽ có một cái công cụ gọi là cũng rất là hay này. Đấy, ngược kèo. Đấy, vấn đề là ông kéo ở mặt nào, ví dụ như là ông kéo mặt này về đây là bao nhiêu thì ông phải vẽ cái rep plan. Ví dụ ông kéo này thì đương nhiên thì nó sẽ phải mình vẽ đường gióng sketch trước này, mình mặc định trước này, xong mình nắn này theo ý của mình nhé anh. Nhanh hơn nhiều, em ta chơi kiểu này đấy, nó vừa ý tôi là được, là xong đủ bậc đủ hết là xong. Mà đôi khi vẽ concept ấy, em chỉ cần đặt nó đúng vào cái ô thang ấy là em cảm giác là từng từng đây nó đi được rồi, chia bậc nó đủ tiêu chuẩn rồi. Không ảnh hưởng gì anh? Vâng. Đấy. Vâng, được thoải mái. Thang Không thì ý anh nói, còn em là tiếp biểu nói. không, nó không ảnh hưởng gì đến thang. Chưa muốn được thang ra. Vâng. Còn đâu nó phang hết cả mái cả sàn, nó phang hết đây anh, thế đấy. Ừ. Nó vẫn thông lên mà. Nha. Đây mà concept thì sau này nó quản lý hiển thị được. Đây mà mình muốn để một bậc hay hai bậc, nó dùng VG đây, nó có phần stair này, sau này nó có biểu mẫu, nó có hết tất cả các phần hiển thị này. Ví dụ như là mình muốn ví dụ như vẽ dưới gầm cầu thang chẳng hạn thì bỏ hết e-bow rồi đi. Ok, này, nó sẽ bỏ đi, này, nó sẽ cắt qua đây này. Thấy không? Này up lên đây là cắt qua đây này. Thì bây giờ mình chỉnh cái này tí cho nó đừng cắt qua kiểu này, cho nó 1,3 m đi chẳng hạn, đấy cho nó đẹp đi tí chẳng hạn, lên một tí 1,5 m chẳng hạn, đấy thế thì cho nó xuống tầm 1.000 thôi đấy, thì cho nó đẹp. Nhưng vì cái kia nó xoắn lên cái bậc chiều cao rồi thì cái này mà mình chỉnh cái này thì nó bị luôn là sao, đấy nó bị luôn cả dự án. Đấy. Đấy thì bây giờ mình phải chọn nó plane, mình phải chọn cái khu vực phạm vi này cho nó đẹp đi tí, anh nhận không? Này. Đúng không? Cái này tôi bị làm sao mà? Bây giờ ẩn nó. Đấy, chọn đấy, phạm vi này 900. Nha. Vừa đẹp. Đấy, đại loại như vậy. Còn mình muốn 1 m hay 2 m thì sau này vào trong cái thang này nó cũng có hết, cái stair này nó có hết. Noising lane này, outline này. Đấy, dry line này, support này. Đủ hết. Đây này, nó có 1 m này. Còn đây cái này là nét của thằng này, cũng là nét thằng này VG đây. Thì những tất cả những cái nào mà ví dụ như sau này mình làm ấy thì những cái elbow này là những cái nét đứt, elbow là những cái nét đứt. Ừ, thì mình sẽ bỏ cái dry line của cái elbow đi, thì nó sẽ chỉ còn lại 1 nét như này thôi, thang như này là chuẩn rồi nhá. Và sau này ví dụ như là view này, annotation này, nó có phần tự động đánh số bậc này, đánh số chẵn, đánh số lẻ này, thấy không? Ví dụ chọn đây, mình chọn nó là gì, treat này, chọn đây là âu thôi, là số lẻ ra đúng không, đây là 21 bậc này nha, kích thước bậc bao nhiêu đúng không, đây thấy không, nó sang trái sang phải, center hay là left hay là e của các thứ đủ hết, nhanh automatic hết. Thế em thấy mà tại sao automatic phải vẽ nhanh thế mà không vẽ. Thực ra là nếu mà để thiết kế nhà dân thì tôi thấy là nó nhanh. Và bắt đầu bây giờ vẽ dầm bên trên vào, mình mới nắn dầm như nào, nói được đấy. Mà đây ví dụ như là cái này nhé, sau này bây giờ anh chọn đây cái sàn này thì nó sẽ có phần đây là squid and dry ở đây này,
Thì anh sẽ có một cái phần ở đây, nó là cái phần đây này, Cái phần đấy đây này. đại học Vâng, thì trừ anh đánh em ở đây nó là trừ 200 này, nó phi xuống như này này đấy, hoặc nó là như thế của nào 150 này, nó như này. Thì anh sẽ join thằng này đối với cái dầm mấy sàn này, và anh có một cái dầm đỡ ở dưới này thì nó sẽ join lại với nhau được, anh hiểu em không đấy. thì phần cuối cùng mới có cái mốt ấy, thì thường thì cái phần cuối tuần thì phải đi thuộc vào sang của nó hay là Là nó có hai cách chọn, anh có thể chọn hai kiểu, ví dụ như thằng này này, anh nhận không? Đây nhá, ví dụ như chọn đây, nó như này, nó đang là 21 bậc và nó lên từ kia là gì, là đến đây, là đến mặt bậc này, anh thấy không, nó lên đến tận mặt bậc này. Nhưng mà đây là với cách này chọn nhà, như chọn đây thì mình có thể là tích là with end là nó hạ xuống một bậc, hay là mình chọn là begin high, có nghĩa là cái thằng này lên đến đây nó vào đây nó thành mặt bậc luôn, hay là mình sẽ bỏ cái này đi nó thành mặt bậc, là đến đây nên tiếp tục đây nó mới là hoàn thiện. Có nghĩa là gì, là từ đây đến đây nó sẽ rơi vào bao nhiêu, là 167, thì từ đây đến hoàn thiện nó cũng phải là 167, anh hiểu chưa em? Có nghĩa là nếu mà anh trừ đi cái này thì là thằng này nó sẽ bằng luôn cái mặt này, cố gắng là không có được đúng không? hai cái bên trong này có roi được Rồi được, nó được với nhau. Có nghĩa là bây giờ một là mình đẩy cái dầm này ra ngoài này như thế này, anh hiểu ý em không? Đấy, xong rồi sau này có lát sàn hoàn thiện vào đây là ok.